Năm nay, Hợp tác xã Đại Phong có khoảng 400 ha lúa tái sinh. Mặc dù lượng nước tưới vẫn được cung cấp kịp thời và đầy đủ, nhưng do thời tiết nắng nóng cực đoan khiến cho khoảng 1 phần tư diện tích lúa tái sinh không thể phát triển được. Phần còn lại có tỷ lệ đẻ nhánh thấp, sinh trưởng chậm, năng suất lúa chỉ đạt khoảng 1,8-2 đến 2 tấn trên 1 hecta. Toàn huyện Lệ Thủy hiện có 8.600 hecta lúa tái sinh. Trong thời điểm nắng nóng kéo dài, ngành nông nghiệp đã tăng cường triển khai các giải pháp tích nước chống hạn do đó các chân ruộng đều đủ nước tưới tuy nhiên do nền nhiệt cao nên toàn bộ diện tích lúa tái sinh đều bị ảnh hưởng sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh quảng bình cũng khuyến cáo nông dân về những rủi ro khi sản xuất lúa tái sinh hay lúa vụ hè thu đồng thời kiến nghị với các huyện chủ động hỗ trợ bà con trong việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi cho phù hợp với điều kiện thời tiết